Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp giá học sinh, mẫu 9X MTP, được sử dụng bộ đề Shimano, gạt đĩa trước Shimano Tourlay với cái mức giá chỉ là 2,5 triệu. Đó, thì hôm nay em về một chiếc xe giá 2,5 triệu, khung dáng MTP, khung dáng địa hình. Thì các bác mua về cho học sinh đi đi học hay là đi thể dục thì rất là tốt, cực kỳ là hợp lý. Mức giá 2,5 triệu mà chiếc xe được sử dụng là bộ khung nhôm. Bộ khung nhôm 6061. Một cái loại nhôm mà rất là bền, chịu cường độ cao và chống bào mòn rất là tốt. Cùng với cả là thương hiệu 9X cũng rất quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Một cái thương hiệu xe của Ý rất là nổi tiếng. Khung giống còn rất là đẹp. Do là xe bãi và là xe nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước do đã qua quá trình sử dụng nên là không thể tránh khỏi. Sơn xi thì cũng không còn đẹp lắm. Em nói luôn là không còn đẹp lắm. Mà nhưng mà với cái mức giá này mà các bác mua về cho con em học sinh để sử dụng trong việc đi học hay là thể dục thể thao hàng ngày thì nó vô cùng hợp lý, chỉ có 2,5 triệu. Một chiếc xe rất là chất lượng như này rồi. Cấu hình Shimano, đề Shimano, gạt đĩa lít và bộ chuyển động rất là ngon. Chiếc xe này thì được trang bị 7 tầng lip và 3 tầng đĩa cho xe có 21 tốc độ khác nhau. Bánh là 26 inch, sử dụng bộ lốp Kenda và thông số lốp là 26x195, bản lốp rất là to. Trên phần ghi đông thì được sử dụng bộ này là tay vặn, níp tay vặn 7 tầng níp. Vặn này còn rất là mượt các bác nhé. Đây. Sử dụng các thứ rất là mượt. Bên này là 3, tương ứng với 7 lít 3 đĩa, 21 tốc độ. Giảm sóc dầu. Bộ phanh cơ. Phanh đĩa cơ. Bây giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60 263 đến 7273 thì phù hợp. Cái dây cất cái xe lên. Chuyển động rất là tốt. Size xe này thì người lớn đi cũng được. Size 43 5 6 là người lớn đi cũng được. Các bác mua về để thể dục cũng rất là tốt đấy. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.